giảng tòa nhân sanh hạnh phúc làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp người giảng thầy giáo thái lệ hút số một tổ tiên xa xưa bốn ngàn năm trăm năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy ngày hai mươi tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn thành phố hải khẩu trung tâm dở lòng quốc học hiếu liêm tập 29 Xin chào các vị, chào các bạn hữu Chúng ta hôm qua nhắc đến cái than chốt thứ tư Của cầu học là Minh Biện Minh Biện, chúng ta cần phân biệt rõ về thiện Cũng cần phân biệt rõ về giá trị quan của đời người Phân biệt rõ thành công là gì Phân biệt rõ Cái đẹp đích thực là gì Phân biệt rõ Sách chúng ta cần phải xem Tiếp đó Ở trong đời sống rất nhiều chỗ Cũng cần phải phân biệt rõ Nơi cao lý trí của mình Phải luôn luôn phân biệt rõ Nhân gì tạo thành kết quả gì Từ trên quả lại tìm ra được nguyên nhân khi chúng ta lúc nào cũng có thể từ những phương diện này mà phân biệt, biện biệt là có thể nâng cao năng lực phán đoán của mình, nâng cao lý trí của mình. Cuối cùng điều chúng ta nhắc đến là phân biệt rõ ngôn ngữ chính là khi nghe nói chuyện không nên nghe lời dèm pha. Cái gọi là người đến nói chuyện thị phi chính là người thị phi. Cho nên có một câu là viết như thế này: Thân đường đường sáu thước. Chúng ta một đấng nam tự hán đại đường phu, thân cao sáu thước. Chớ nghe ba tất lưỡi, không nên nghe lời đâm bị thóc thọc bị gạo của ba tất lưỡi, thân đường đường sáu thước chớ nghe ba tất lưỡi. Trên lưỡi có suối rồng giết người không thấy máu. Cho nên nếu như chúng ta nghe theo lời dèm pha Có thể rất nhiều quan hệ ngũ luân cũng sẽ bị phá hoại Sẽ bị tổn thương Cho nên chúng ta cần phân biệt rõ ngôn ngữ Rốt cuộc động cơ của người nói chuyện là gì Nếu như là động cơ không tốt Thì chúng ta phải biết nhanh chóng biết Tiến thoái Lúc cần xa lìa phải nhanh chóng xa lìa Lúc cần ngăn chặn họ Cũng có thể ngăn chặn họ khi chúng ta có thể phân biệt rõ thiện ác biện biệt rõ phương hướng của đời người tiếp theo đó là việc quan trọng nhất là phải thực tiễn là phải nỗ lực thực hiện chúng ta học tốt bác học rồi hỏi cũng hỏi rõ ràng rồi cũng có thể thận tư có thể tư duy phán đoán rồi tiếp theo đó là phải đem kiến thức học được từng cái thực tiễn vào trong từng ly từng tí của đời sống. Chính là ở trong công việc. Ở trong đời sống, ở trong đối nhân xử thế. Cho nên hôm qua cũng có nhắc đến đạo là gì? Đạo chính là tâm hiếu, đạo chính là cái tâm nhân từ, cái tâm cung kính của bạn khi từng giây từng phút chung sống với người cho nên trong học vấn của chúng ta bốn cái chữ được nhấn mạnh nhất là công phu chủ kính tồn thành kính là cái tâm cung kính lúc nào cung kính vậy thái độ ngôn ngữ khởi tâm đồng niệm đều phải cung kính đều phải chân thành đây gọi là học vấn chân thật cho nên tâm hiếu của con người Tâm cung kính của con người Tâm chân thành của con người Đều là chân tâm vốn có của một con người Cái gọi là nhân chi sơ Tánh bổn thiện Mạnh tự nói Học vấn chi đạo vô tha Mục đích đích thực của cầu học vấn là ở chỗ nào gì Học vấn chi đạo vô tha Cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ Chữ phóng này Chính là nhanh chóng Tìm trở lại chân tâm bị quên mất Của chúng ta tìm trở lại tâm hiếu của chúng ta tìm trở lại cái tâm cung kính của chúng ta nhanh chóng tìm trở lại cái tâm nhân từ quan tâm người khác của chúng ta cho nên khi chúng ta tìm trở lại được thì cái cuộc sống đó bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu rất an vui nhưng mà nếu như cái tâm này không thể tìm lại được chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời càng sống càng khó khăn càng sống càng vô vị cho nên sau khi tìm lại được rồi thì tự bên trong chúng ta là tràn đầy hạnh phúc chứ không phải theo đuổi vật chất rất hư quyển giá trị hư quyển ở bên ngoài cho nên công phu chân thật là ở chủ kính tồn thành mà chủ kính tồn thành là biểu hiện ở trong toàn bộ ngôn ngữ hành vi của bạn cho nên tiếp theo đó làm sao thực hiện ở ba phương diện để nâng cao Phương diện thứ nhất là bắt đầu làm từ việc tu thân của chính chúng ta Chúng ta thường nói công phu tu thân Tu dưỡng của một người Phương diện thứ hai là Từ năng lực xử lý Sự việc của chúng ta mà nâng cao lên Phương diện thứ ba là Tiếp vật Chính là giao tiếp với người Thậm chí là thái độ Cần phải có khi tương tác với tất cả dạng vật cái này ở trong tiếp vật cho nên chúng ta thực hiện toàn bộ giáo huấn thánh hiền là ở tu thân ở xử sự, sự ở trong tiếp vật ở trong bút ký của các bạn ở trong sổ tay của chúng ta có gợi ý chúng ta trước tiên hãy xem một chút tu thân cần phải biểu hiện ra ở trong những Hành vi xử thế nào vậy Chúng ta đọc nó một lần Chúng ta đọc thử xem Ở trong trung tính Hành đốc kính Trừng phẫn Thất dục Thiên thiện Cải quá đây chính là tu thân chúng ta trước tiên bắt đầu từ tu thân mà nghiên cứu thảo luận cho nên vừa mở đầu nói đến là ngôn trung tính ngôn ngữ chúng ta đều biết rằng chung sống ở giữa người với người tần suất cao nhất chính là dùng ngôn ngữ cho nên ngôn ngữ có trung hay không có tính hay không điều đó là ảnh hưởng đến chủ tâm của mỗi người chúng ta rốt cuộc ngôn ngữ của chúng ta là dùng tâm thái như thế nào loại động cơ như thế nào điều đó sẽ ảnh hưởng việc tu thân của toàn bộ con người chúng ta chúng ta hãy thử xem sao gọi là trung trung là chữ hội ý chữ trung ở trên chữ tâm ở dưới đại biểu tâm không được thiên lệch tâm không được thiên vị tâm không được tự tư tự lợi bởi vì chúng ta hôm qua đã nhắc đến tổn người nhất định sẽ không lợi mình lợi người nhất định là lợi mình cho nên tâm khi thiên lệch liền tổn mình lại tổn người tâm một khi không thiên lệch liền có thể chí công vô tư liền có thể nghĩ thay cho người mọi mặt cho nên làm thế nào để ngôn ngữ có thể trung Cũng phải trước tiên Bắt đầu xem từ chỗ chủ tâm của họ Làm sao để ngôn ngữ có tính dụng Cũng phải bắt đầu bàn đến Từ thái độ ngôn ngữ của một con người Chúng ta hiện nay từ mấy phương diện Để nghiên cứu thảo luận Loại tu dưỡng ngôn ngữ của chúng ta Cái thứ nhất bắt đầu bàn từ sự chủ tâm của ngôn ngữ xin thưa các bạn vì sao phải nói chuyện biểu đạt nội tâm biểu đạt nội tâm của mình hy vọng người khác hiểu hiểu nhau vì mục đích của hiểu nhau là ở chỗ nào vậy hiểu biết lẫn nhau để tiến tới giúp đỡ lẫn nhau thành tựu cho nhau cho nên chúng ta nói chuyện vẫn là phải lợi ích cho đối phương mới nói nghĩa là phải nói lời có ích không nên nói quá nhiều lời vô ích một người nếu như nói rất nhiều lời vô ích một người nếu như vậy thì sẽ cho bạn cảm giác gì cho nên một người vì sao nói năng rất nhiều là tâm thái của họ có vấn đề cho nên ở trong kinh dịch có nhắc đến kiết nhân chi từ quả Táo nhân chi từ chúng Xin thưa với bạn Quá trình mấy ngày này của chúng ta Bà có cảm thấy từng câu nói ở trong kinh điển Đều rất có trọng lượng không? Đều là lời nhắc nhở rất quan trọng Đối với lập thân sự thế cả đời của bạn Ở trong kinh dịch Quá trình mấy ngày này của chúng ta Đã nêu ra rất nhiều câu Tích thiện chi gia Tất hữu dư khánh Tích bất thiện chi gia Tất hữu dư ương không chỉ tổn mình mà còn tổn hại cho ai gì con cháu đời sau cho nên những đạo lý này sau khi bạn hiểu rõ rồi thì thái độ lập thân xử thế của toàn bộ con người bạn nhất định sẽ có sự biến đổi rất lớn bởi vì bạn có thể nhìn sâu hơn nhìn xa hơn ở trong kinh dịch nhắc đến ngôn ngữ nói người tốt lành ngôn ngữ như thế nào vậy rất ít bởi vì tâm của họ tĩnh lặng xuống Ta một khi tĩnh lặng xuống liền biết nhận định thời thế Biết quan sát đoán được người Cho nên lời nói không nhiều Nhưng mà lời họ nói ra Thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất có tín nhiệm Cho nên họ đều ở thời cơ thích hợp mới mở miệng Táo nhân chi từ chúng Ngôn ngữ rất nhiều đại biểu nội tâm như thế nào vậy Rất nôn nóng Giống như không nói chuyện thì mình cảm thấy không có an toàn vậy Dường như rất không thoải mái Rất nhiều người vừa trở về đến nhà Chỉ có mỗi một mình mình Đang ngồi quảng sợ Phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn bè Ngồi một chút thì ta mới không quảng sợ Có loại tâm thái này hay không vậy Người hiện đây có loại khuynh hướng này Bởi vì họ luôn luôn Thật ra cái đó căn bản một chút nữa chính là cuộc sống hoàn toàn Không có mục tiêu Sống ngày nào Hay ngày đó cho nên khi không có mục tiêu họ thường thường sẽ cảm thấy rất nôn nóng tìm không ra phương hướng nhất định phải tìm người khác đi cùng họ một chút thì họ mới tương đối có cảm giác an toàn cho nên nếu như bạn kết giao với bạn bè như vậy bạn sẽ cảm thấy như thế nào rất mệt thường xuyên phải nghe họ nói rất nhiều sau đó thời gian như thế nào mất hết nếu như nghe họ nói mà có giúp ích đối với họ thì chúng ta vẫn nghe một chút giúp ích cũng không có cho nên chúng ta nói chuyện còn phải luyện công phu gì vậy luyện khi họ ở bên đó khởi oán trách tôi dù một câu nói cắt đứt ngay ý đó của họ nhưng mà khi cắt đứt phải từ trong sự hỗn độn của họ đem họ dẫn ra một số tư duy chính xác phải hướng dẫn họ cho nên cái này cũng cần chúng ta có công phu cần nâng cao học vấn của mình là có thể đạt được như vậy dần dần bạn cắt đứt lời của họ sau đó dẫn họ ra họ sẽ nói vì sao bạn đều có thể nghĩ như vậy vào lúc này bạn sẽ nói cho họ biết bởi vì tôi đã học địa tử quy cho nên đối diện vấn đề không còn khởi vọng tưởng không còn nghĩ phiền não nhiều nữa cần đem lý trí ra để đối diện cho nên người tâm nôn nóng thì mới nói nhiều cho nên nói nhiều lời không bằng ít bởi vì bạn nôn nóng lại có nói nhiều thì không có suy nghĩ rõ ràng cho nên khi nói nhiều nói nhiều ắt có sai cho nên nói năng quá nhiều rồi thì sẽ hình thành rất nhiều chướng ngại vô hình mình cũng không biết rõ ràng đến một cái môi trường mới tiếp xúc nhóm người mới nhất định không được nói nhiều trước tiên phải quan sát nhiều nghe nhiều một người có thể quan sát nhiều nghe nhiều tâm còn phải như thế nào vậy tĩnh lặng xuống mới được cho nên công phu tĩnh tâm là cũng phải luyện thường xuyên cho nên khi chúng ta rất nôn nóng thì mau mà mau đem đệ tử quy ra đọc mau mà mau đem kinh điển ra đọc để điều phục tâm nôn nóng của mình nhưng thực ra một người khi họ thường xuyên có thể nhìn thấy bổn phận đối với gia đình bổn phận đối với bạn bè bổn phận đối với công việc thì họ sẽ không nghĩ nhiều việc họ sẽ nhanh chóng đi học nhanh chóng đi làm cho nên người có thể nhìn thấy bổn phần của mình thì sẽ không lãng phí thời gian để tâm của mình bay lên chín tầng bay có kéo cũng không thể kéo về được không thể cho nên động cơ ngôn ngữ của chúng ta tuyệt đối là phải có thể lợi ích người khác chúng ta mới nói khi bạn luôn luôn nghĩ đến ngôn ngữ của ta là phải lợi ích người khác thì bạn sẽ tương đối cẩn thận sẽ cân nhắc đến sau khi nói xong rồi họ sẽ có cảm nhận như thế nào là thật sự có lợi đối với họ hay không Bạn bắt đầu nói năng biết thận trọng Biết cẩn thận Xin thưa với các bạn là Ngôn ngữ của tôi không nhiều Các bạn không nên vì thấy tôi giảng dạy Mà cảm thấy tôi nhất định sẽ nói rất nhiều Tôi còn nhớ tôi ở trong một ngôi trường Đã nắng lại thời gian Một học kỳ Tôi với đồng nghiệp của tôi không có nói chuyện gì vì sao vậy bởi vì khi tôi tiếp nhận cái lớp đó cái lớp này là lớp khó dễ nhất của toàn trường tôi hầu như không có đến ngồi trong văn phòng bao giờ cho nên rất nhiều đồng nghiệp đều cho là tôi rất ít nói đều cho rằng tôi không nói chuyện bởi vì cái học kỳ đó chúng tôi mới thời gian một học kỳ thì có mấy mươi học sinh Bạn phải từ trong hiểu về họ Đến hiểu, đến xây dựng niềm tin Đến hướng dẫn họ Từng ly từng tí Một số tư tưởng, quan niệm Thế thì thời gian hầu như là như thế nào vậy? Không kịp Cho nên chúng tôi đều nán lại ở trong phòng học Tuy là ở trong đó sửa dở bài tập Mà tai ở đâu vậy? Thu thập tình báo Mới có nhiều thông tin hơn nữa Có thể giúp đỡ các em trưởng thành Giúp đỡ các em học tập cho nên đồng nghiệp đều cảm thấy tôi rất ít nói chuyện Sau đó trong lúc cuối cùng Đều đưa học sinh tốt nghiệp hết Một số đồng nghiệp ngồi lại ăn cơm Họ đói Thầy Thái, thầy thật ít nói Lớp kế bên đúng lúc tôi hướng dẫn Lớp 11, lớp 10 Là một giáo viên nữ Tuổi tác nhỏ hơn tôi mấy tuổi Cuối cùng hai lớp chúng tôi đều rất khó hướng dẫn cho nên hai chúng tôi là thường hay thảo luận làm sao dẫn dắt học sinh đồng nghiệp khác của tôi nói tôi rất ít nói thì cô giáo hướng dẫn lớp cái bên này lập tức nói không có thầy ấy nói rất nhiều cái nói rất nhiều này là tại sao nói rất nhiều vậy không phải nói nhiều lời không quan trọng là bởi vì muốn nghiên cứu thảo luận một số tình huống của học trò thậm chí là chúng tôi thường hay bởi vì cô tuổi tác tương đối nhỏ cho nên hướng dẫn lớp 6 rất tốn sức Cho nên thường thường còn phải nói những lời khích lệ cô ta Lời an ủi cô ấy Nghĩa là phải nói lời an ủi nhẹ nhàng Khiến cô cảm thấy tương đối an ủi Tương đối nhẹ lòng Tổng cơ ngôn ngữ của chúng ta tuyệt đối là Phải lợi ích người khác mới nói Lời nói không có lợi ích đối với người khác Thì thà chúng ta xem nhiều sách thánh hiền Tiết kiệm được một số thời gian quả thật đời người thời gian rất quý báu, không nên quan phí mất. Chúng ta sau này bằng diện ngôn ngữ là lấy Đệ Tử Quy làm hạt nhân. Những lời giáo huấn của Đệ Tử Quy có thể trung có thể tính đối với ngôn ngữ của chúng ta vậy. Chúng ta chọn ra để đối tử xem. Thí dụ nói, lấy chủ tâm để xem Đệ Tử Quy nói: Đạo nhân thiện, tức thị thiện. Nhân tri chi Vũ tư miễn Cho nên Khi họ nói thiện gì người khác Chủ tâm của họ là gì vậy Nói người thiện Chính là thiện Hy vọng sau khi người ta biết rồi Có thể học tập theo những người thiện này Cho nên nhân tri chi vũ tư miễn Họ là gì Khiến càng nhiều người hơn có thể học tập theo những người tốt này có thể học tập theo thánh hiền nhân cho nên cái chủ tâm này là tốt kiến nhân thiện chúng ta nhắc đến thiện tương khuyến đức giai kiến quá bất quy đảo lưỡng khuy ngôn ngữ của chúng ta là muốn khuyên nhủ người khác khiến họ có thể điều chỉnh lỗi lầm cho nên khuyên nhau thiện Như vậy đạo đức học vấn của bạn bè và bạn đều có thể trưởng dưỡng Cho nên đức giai kiến Không chỉ bạn khuyên họ Bạn bè có thể điều chỉnh lỗi lầm Mà đối với bản thân bạn Bạn cũng từng giây từng phút Để khởi được cái chủ tâm thành tựu bạn bè này Thì học vấn của bạn cũng đang được nâng cao Giúp đỡ người khác càng nhiều bạn có thể thể hội được nhu cầu của người khác càng nhiều Bạn càng có thể hiểu được Tình người hơn để làm viên mãn những sự việc Cho nên Thiện tương khuyến đức dây kiến Đây chính là người nói chuyện là suy nghĩ gì người khác Quá bất quy Đạo lưỡng khuy Lỗi lầm nếu như không khuyên can Bạn bè làm việc sai Thì chúng ta cũng sai rồi bởi vì chưa có làm trọn đạo nghĩa của người làm bạn để khuyên can chủ tâm là thiện thì một cách tự nhiên là có thể thành tựu người khác nếu như chủ tâm không tốt thì chúng ta liền phải lập tức cảnh giác loại thái độ ngôn ngữ này chủ tâm ngôn ngữ không được phạm những chủ tâm ngôn ngữ nào là không tốt không được phạm vậy ở trong tính chúng ta có nhắc đến kiến dị chân vật khinh ngôn tri dị đích vật khinh truyền bạn vẫn chưa có nhìn thấy chân tướng chỉ là nghe người ta nói qua có nên lập tức nói ra hay không vậy không được ti dị đích hiểu đạo lý vẫn còn chưa rõ ràng có nên đi phát biểu cách nhìn của bạn hay không không được bạn có thể hướng dẫn người khác đi sai đường thậm chí là giảng sai học vấn thánh hiền thế thì người khác sẽ nghe sai bạn có thể làm lỡ làm trí huệ một đời của người ta cho nên tại vì sao thấy chưa đúng liền nói tại vì sao biết chưa rõ liền giảng chủ tâm của người này là gì là khoe tài cái chủ tâm này có trung hay không gì không trung là lợi lợi hy vọng người khác nhìn thấy họ nói Ồ vì sao anh lợi hại như vậy Họ liền tự mình cảm thấy dương dương tự đắc thực ra cái chủ tâm này là bất thiện Nhân hữu đoạn Thiết mạc yết Nhân hữu tư Thiết mạc thuyết Chúng ta đi bới bốc chuyện riêng tư của người khác Đối với người khác một chút lợi ích cũng không có thật ra đối với mình có lợi ích hay không vậy không có lợi ích việc tu dưỡng nhân cách của mình cũng sẽ từng ly từng tí bị đi xuống và mới móc chuyện riêng tư của người ta có thể sẽ tạo thành điều gì vậy tạo ra bất hòa trong gia đình của người thậm chí là sẽ tạo ra bất hòa trong đoàn thể cho nên thưa với các bạn bạn muốn dùng người ngoài nước hạnh tra Cậu phải xem họ nói năng có đủ chừng mực hay không Ở trong một đoàn thể Thường hay xảy ra xung đột Xảy ra gia chạm Thường thường đều là do Nói năng không thận trọng Thường thường đều là quá nhiều người đang nói chuyện thị phi về người khác Tạo ra đoàn thể bất hòa Một khi bất hòa thì sự việc Sẽ rất khó xử lý thành công Khi bất hòa thì đoàn thể không đoàn kết Đoàn thể liền bắt đầu bên đây một phe chỗ kia là một phe cái gọi là gia hòa dạng sự hưng đoàn thể mà hòa thì dạng sự cũng hưng cho nên chúng ta quan sát một người bạn quan sát cấp dưới cũng phải từ chủ tâm của ngôn ngữ mà nhìn như thế thì độ sâu nhìn người của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng sâu bạn sẽ không dễ dàng nhìn sai cho nên nhìn người sai không nên trách đối phương phải trách mình học vấn không đủ tiếp theo chúng ta hãy xem thời cơ của ngôn ngữ bạn cũng phải biết phán đoán lúc không nên nói bạn nói tâm của bạn là bất trung rồi bởi vì bạn quá nôn nóng rồi và đằng sau nói nôn nóng này bạn lại để ý sâu một chút nữa là gì vậy là dục vọng khống chế của bạn quá mạnh Là cho rằng anh phải mau nghe tôi Cho nên chủ tâm của người chúng ta Bạn phải nhìn cho rốt ráo Bạn mới có thể từ chủ tâm của bạn Và điều chỉnh sai lầm Cho nên bởi vì nôn nóng Bởi vì dục vọng khống chế quá mạnh Cho nên thời cơ chưa nắm tốt Trái lại làm nhiều Mà công ích Không đạt được hiệu quả Thậm chí là không chỉ không có hiệu quả Mà còn làm hỏng chuyện nữa Chúng ta là từ đệ tử quy Hãy thử xem ngôn ngữ Những thời cơ nào nên nói Những thời cơ nào không nên nói Thí dụ nói Thân hữu quá Giáng sự canh Cha mẹ có lỗi lầm Người thân có lỗi lầm Cái lúc này chính là thời cơ nói chuyện nhưng mà thời cơ lúc nào tốt vậy duyệt phục dáng chữ duyệt này là vui trong vui vẻ đại biểu lúc tâm trạng của họ tương đối tốt hãy nói cho nên bạn thấy câu kinh ngay cả một chữ bạn cũng không nên xem thường duyệt phục dáng đây là dùng cái chữ duyệt là đại biểu phải nắm bắt tốt điểm thời cơ họ đang nổi giận đùng đùng bạn lại đi khuyên họ có tác dụng hay không phải xem tình hình Thần tắc tỉnh Hôn tắc định Sáng tối định tỉnh Khiến cha mẹ bạn vui vẻ Khiến cha mẹ bạn yên tâm Cho nên lúc cần nói phải nói Rất nhiều người nói tôi là nói chuyện không ngọt Thật ra chứng ngại không ở bên ngoài Chứng ngại ở trong cái tâm niệm của mình nếu như lời chúng ta nói ra có thể khiến cha mẹ vui vẻ bạn có cái tâm lợi ích cha mẹ tâm hiếu thuận cha mẹ này thì làm gì có chuyện thói quen của tôi là nói chuyện không ngọt chứ việc do người làm không nên biện hộ cá tính của tôi vốn dĩ là như vậy cá tính có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào chỉ cần bạn thật sự cái tâm hiếu đó cái tâm lợi ích người khác đó có thể đề khởi lên được Thì toàn bộ hành vi ngôn ngữ của bạn sẽ biến đổi <laughs> Xuất tất cáo Phản tất diện Bạn mỗi lúc mọi nơi Lúc cần bẩm báo Nhất định phải bẩm báo rõ ràng Để cha mẹ bạn không lo lắng Xuất tất cáo Phản tất diện Ở trong nhập tắc hiếu Chúng ta không nên nói Đi phải thưa về phải trình Chỉ là đối với cha mẹ Chứ về học vấn của chúng ta Là học cứng nhắc rồi cần phải là chỉ cần chúng ta nhắn nhủ rõ ràng là có thể giảm bớt sự lo lắng cho người khác bạn cần phải nhắn nhủ đối với vợ có cần phải đi thưa về trình hay không cần thậm chí là nói quả thật đối với con cái của bạn cũng là cần bởi vì người thân của bạn biết rõ bạn ở chủ đào họ sẽ yên tâm giống như chúng tôi sắp đi chào hỏi với người lớn một chút chúng tôi đi đâu sẽ nhanh chóng quay về Họ cũng biết rõ Họ cũng không quan mang Thậm chí là ở trong công ty Lúc chúng ta muốn đi ra ngoài Cũng phải đem hành trình của chúng ta Báo cáo với Cấp trên Hoặc giả báo với đồng nghiệp Để họ khi trong tình hình khẩn cấp Còn có thể báo cho chúng ta biết Đây chính là Lúc nào cũng phải suy nghĩ Thay cho người khác Chủ tâm của cái ngôn ngữ này là như vậy đây cũng là cái tâm cung kính đối với người Cung kính đối với người thì phải thường suy nghĩ đến Làm thế nào mới có thể khiến họ yên tâm Khiến họ giảm bớt lo lắng Bỉ thuyết trường Thử thuyết đoạn Bớt quan kỹ Mạc nhàn quản Khi người khác ở nơi đó nói hay nói dở Giờ lúc này có phải thời cơ để bạn nói chuyện hay không không phải nhanh chóng như thế nào nhanh chóng rời khỏi ở chỗ thị phi mà chỉ cần ở nơi đó có thể cũng sẽ rứt quả dầu thân cho nên chúng ta cần có cái thái độ mẫn cảm này tôi còn nhớ trong quá trình trưởng thành của tôi thường thường người ta cũng sẽ phân định với bạn bạn là của phe bên này hay là phe bên kia rất kỳ lạ hành vi xử sự, sự của tôi là giống như đứng ở giữa vậy tôi cũng không được tính vào phe bên này tôi cũng không được tính vào phe bên kia giá lại hai phe đều đối xử tốt với tôi không tệ cho nên trong lúc bàn chuyện thị phi chúng ta bỏ đi là thượng sách không nên bị lôi cuốn đến khi người ta đói lúc họ ở chỗ đó phê bình chúng ta thầy thái cũng ở đó vậy chúng ta sẽ giải thích không rõ ràng nhưng mà chúng ta đứng ở giữa hoàn toàn không phải đói không quan tâm không phải cái ý nghĩa này khi chúng ta đứng ở giữa đối với hai bên cũng là một loài nhắc nhở bởi vì con người thường hay phạm thái quá và bất cập cho nên thường thường lúc chia phe là cũng đã quá thiên lệch đối với những quan điểm nào đó do lúc này bạn đứng ở giữa bất động Đối với họ cũng là một loại sức mạnh kiềm chế Để đến khi họ phát hiện được mình làm thật quá mức Muốn đến hỏi thăm bạn Nhưng lúc này bạn mở miệng một cái liền có thể đem chỗ lệch lạc của họ Quà quản trở lại một chút rồi Cho nên cái này phải có qua lại trước Chính là bạn bình thường phải quan tâm đối với họ Bình thường phải làm tốt bổn phận của mình Bạn mới có tư cách đi khuyên người khác cho nên tôi thường hay một là làm tốt công việc thầy giáo của tôi người ta nhìn thấy bạn sẽ rất kính trọng đối với bạn hai là thường hay mua một ít đồ ăn tặng cho họ cho nên có khi tôi mua bánh ít quy cũng không phải mua một bao tôi mua rất nhiều bao sau đó sáu lớp cho nên lớp một mở hội nghị chúng tôi bèn đem một bao đi tặng cho họ lớp hai liền lấy một bao tặng cho họ ăn những sự tín nhiệm này để là có thể có phát huy tác dụng rất lớn vì sao cho nên tôi và đồng nghiệp đều chung sống rất tốt cũng biết đại khách biếu hòa nhiều tôi còn nhớ tôi từ bỏ công việc của tôi vẫn không dám nói với đồng nghiệp của tôi sau đó khi không có cách gì tuyên bố ngay lúc đó có một đồng nghiệp đã rơi lệ may mà Cảnh tượng này tôi đã thấy nhiều rồi Nhưng mà tôi khuyên anh ta Chúng ta vẫn là ở trên cùng một con thuyền Chúng ta vẫn đều là đang làm giáo dục Đều đang hoàng dương văn hóa Duyên của người với người vô cùng hiếm có Có được cũng không dễ Cho nên mỗi lần tôi về nhà Tôi thường hay mang đặc sản của hải khẩu Có khi còn mua được đặc sản của Thượng Hải chúng tôi đem về nhà đi viếng thăm những đồng nghiệp cũ này những thầy giáo này cũng đang ở trong giáo dục đang ở trong tu dưỡng để tiến thêm một bước nữa học hỏi thêm với họ và khi tôi cùng những vị thầy này thảo luận về dạy học thảo luận giáo dục trong lòng tôi cũng thấy rất vui thích bởi vì đằng sau vị thầy này là chỗ tựa của mấy trăm học trò cho nên chúng ta phải nhìn tương đối sâu xa một chút khi bạn đang giúp đỡ một người bạn bạn cũng phải nhìn thấy con cháu đằng sau họ thân hữu đằng sau họ có thể chịu ảnh hưởng bởi họ rất nhiều khi bạn có loại thái độ như vậy bạn đối diện với mọi người đều sẽ rất cung kính không dám mà thất lễ Chúng ta xem lại một chút nữa thái độ của ngôn ngữ Cần phải làm như thế nào Thái độ ngôn ngữ này Đệ tử quy cũng vậy vô cùng kỹ càng Chúng ta hãy thử xem Phụ mẫu hô Ưng vật hoảng Phụ mẫu mệnh Hành vật lãng Phụ mẫu giáo Tu kính thính Phụ mẫu trách tu thuận thừa Điều này đại biểu Thái độ nói chuyện với cha mẹ Phải vô cùng cung kính Người hiện nay Tại vì sao không có cách gì Để khởi cái cung kính này vậy Bởi vì người hiện nay quá khó chịu Nghe vậy câu nói là không chịu được Xem tivi nghe âm nhạc Đều là gì vậy Khiến tâm họ rất pháp phẩm Cho nên hiện nay người trẻ tuổi rất khó chịu nghe dạy dỗ nghe chưa mấy câu nói là như thế nào vậy liền đớp chát trở lại rồi cho nên chúng ta không nên trước tiên yêu cầu những người trẻ tuổi này chúng ta trước tiên soi lại chính mình chúng ta là người đã có tuổi rồi bản thân đối với cha mẹ có làm được phụ mẫu hô ứng vật hoảng phụ mẫu mệnh hành vật lãng hay không Xin thưa với các bạn Bạn hiện nay Có nhìn thấy có một vị cha mẹ Gọi con cái của họ Con cái của họ lập tức chạy đến với mẹ nói Mẹ ơi có chuyện gì không Âm thanh như vậy Thái độ như vậy bạn có nhìn thấy hay không Hầu như không nhìn thấy Bạn muốn nhiên nhìn thấy Có thể sẽ cảm động đến rơi lệ Cho nên bắt đầu làm từ bản thân chúng ta có loại thái độ khiêm cung này Đương nhiên không phải đối với cha mẹ như thế mà thôi Đối với tất cả người lớn Cũng cần phải như vậy Nhưng mà đối với con của bạn Thì không được như vậy Học vấn là phải linh hoạt Không phải chết cứng Con của bạn nói mẹ đến đây mau Mà lập tức chạy đến con có chuyện gì vậy Thế là điên đảo rồi Như thế con cái bạn sẽ ngào mạn Vô lễ cho nên đối với người lớn Đối với người ngang hàng chúng ta Cần phải làm như vậy Nhưng mà đối với thế hệ sau Bạn cần trưởng dưỡng tâm hiếu Và tâm cung kính của họ Cần phải thế hệ sau Đến trước mặt người lớn gì mới là đúng đắn Phụ mẫu hô Ứng giật hoảng Có khi bạn ở trong lúc trả lời Dễ bề ngoài xem ra là có trả lời Mà trong lòng như thế nào vậy Những là khó chịu khi người ta mọi mặt đều khó chịu Thì học vấn của bạn tuyệt đối không thể tăng lên được Cho nên từ nay vì sao khi trả lời cha mẹ Còn phải quan sát tâm của mình có chân thành cung kính hay không Chứ không phải đối phó Trả lời đối phó thì bạn sẽ không có chủ kính tụng thành khi bạn có thể từ trong tâm hạ công phu sâu như vậy thì đạo đức học vấn của bạn không quá ba tháng tuyệt đối sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy bạn đã biến thành con người khác rồi cho nên một người cầu học vấn có hiệu quả hay không từ thái độ của người khác đối với bạn lại có thể phán đoán ra được phụ mẫu mệnh hành vật lãng vì chúng ta nhận lời với cha mẹ những lời hứa rồi nhất định phải giữ chữ tính không được bê trễ Bạn đã nói mẹ ơi không phải đi tắm rửa Thì bao mau đi tắm rửa Không được bê trễ Thậm chí là cha mẹ dặn dò chúng ta mua đồ Chúng ta Cũng phải mua về đúng kỳ hạn Nhưng mà bạn xem Đồ mà bạn bè khác mua dặn Chúng ta còn không thể quên mua Đồ ấy dặn chúng ta lại hẹn lần nữa Hẹn lần nữa gì Có thể về đến nhà Mẹ hỏi nước tương đâu Ồ oh, con lại quên rồi lần sau con ngày mai nhất định mua Cho nên Tại vì sao đối với bạn bè còn không dám thất tính Tại sao đối với cha mẹ lại thất tính chứ Tâm chúng ta có vấn đề Không phải cung kính Không phải chân thành Đối với bạn bè Bởi vì sợ làm hỏng mối quan hệ Bởi vì sợ làm ăn buôn bán không thành Cho nên lời nói của họ Đều không dám thất lễ Bởi vì cha mẹ không tính toán với bạn cho nên tâm của bạn là không cung kính Thậm chí là không chỉ Không giữ chữ tính Đối với người chí thân Không nổi giận đối với bạn bè Chỉ chuyên đem cơn trúc giận lên người nào vậy Trúc lên người thân nhất Cho nên bạn nói con người có điên đảo hay không Người từng ly từng chút hy sinh cho bạn Quan tâm nhất đối với bạn Bạn lại đối xử không tốt đối với họ Cho nên con người thường thường Lúc 30 tuổi, 40 tuổi Bạn sẽ cảm thấy nội tâm càng ngày càng bất an Bởi vì việc cần làm như thế nào vậy Đều không làm Nếu như vào lúc này đúng lúc cha mẹ lại đi rồi Thì bạn sẽ cảm thấy tim đau âm ỉ Bởi vì cái ân cần báo bạn đều chưa báo Mà báo ân cha mẹ Thì phải bắt tay từ đâu vậy Trước tiên phải bắt đầu làm từ thái độ ngôn ngữ cung kính không nên mơ ước diễn vong cho nên phụ mẫu hô ưng vật hoảng phụ mẫu mệnh hành vật lãng phụ mẫu giáo tu kính thính phụ mẫu trách tu thuận thừa cha mẹ la mắng bạn chúng ta không được nóng nảy đớp chát trở lại trách phạt chúng ta trước tiên chúng ta phải khiêm tốn mà tiếp nhận dùng cái tâm phản tỉnh để tiếp nhận rất nhiều người liền nói Thế nếu như cha mẹ hiểu lầm chúng ta Thì chúng ta vẫn không nói lại sao Thật ra chúng ta phải quan sát thời cơ Trong lúc cha mẹ la mắng chúng ta Thì tâm trạng tương đối kích động Do lúc này bạn còn cãi lại nữa Thì rất dễ xảy ra xung đột Đối với bạn Đối với cha mẹ đều không tốt Mà cha mẹ nói với chúng ta 10 câu Chỉ cần trong đó có một câu Thật sự là mình làm sai rồi chính câu còn lại là không có Thế bạn nên nghĩ đến câu nào vậy? Là nghĩ đến một câu này Nghĩ câu này quả thật là làm sai Chính câu còn lại ta vốn dĩ là không có làm Mặc dù cha mẹ hiểu lầm Ta cũng không hổ thẹn với lòng mình Cho nên người hiện nay là rất thích tranh cãi Rất ưa giải thích Thường thường đều không có nhìn thẳng vào chỗ làm sai của mình cho nên khi người đang tiếp nhận khuyên răng Người ta nói năm câu bốn câu là đúng Họ không chú ý Lập tức giải thích một câu này Câu này anh hiểu lầm tôi rồi Thế người ta sau này còn dám kiến nghị với bạn nữa hay không vậy Nhưng làm cha mẹ Quá thật là trách sai bạn Bạn vẫn có thể nhẫn chịu được Để đến khi cha mẹ tâm trạng tương đối Ổn định trở lại bản thân họ sẽ cảm thấy ta đã quá mức rồi cho nên sau khi cha mẹ hiểu tình hình rõ ràng là họ đã quá mức rồi có thể còn chủ động đi gọt trái cây cho bạn ăn chủ động ngồi lại nói chuyện vài câu với bạn ý nghĩa của câu nói chuyện vài câu này chính là chuyện đã qua rồi chẳng có gì cho nên khi bạn lúc nào cũng có thể nhẫn chịu được thì cha mẹ bạn sẽ ngày càng tôn kính bạn ngày càng khâm phục bạn khi bạn được cha mẹ tôn trọng và khâm phục thì sau này lời bạn nói cha mẹ là họ có thể nghe được cho nên thưa các bạn phải lắng được khí xuống cho nên tiết học mấy ngày trước tôi nói với các vị tôi là người nhiệt huyết ba phút cho nên cha mẹ cảm thấy lời nói của tôi có thể nghe được không vậy nhưng mà sau này bởi vì ở trong thời gian 5-6 năm này rất may mắn tiếp nhận được giáo huấn thánh hiền cho nên đã biết ứng đối tiến thoái như thế nào dần dần từ trong xử lý rất nhiều sự việc thì sự tín nhiệm của cha đối với bạn từng ly từng tí đã được nâng lên cho nên vào lúc này thường thường chính là thời cơ bạn có thể đi giúp đỡ cha mẹ có thể đi hướng dẫn cha mẹ xuất hiện rồi cho nên khi cha mẹ trách phạt chúng ta không nên phản ứng cảm xúc đương nhiên nếu như cha mẹ bạn mắng bạn rất dữ mà họ lại bị bệnh tim mạch và lúc này bạn không nên nói lời thầy thái nói là ngoan ngoãn ở chỗ đó vào lúc này xem tình hình không xong nhanh chóng thế nào thì tránh đi không nhìn thấy bạn khi họ tương đối bất giận bạn mau mau đi chỗ khác học phải học linh hoạt một chút không nên học cứng nhắc cho nên cổ đại học trò của khổng tử có một vị hiếu tử là tăng tử tăng sâm ông vô cùng hiếu thuận có một lần cha ông trách phạt ông trong lúc giận dữ liền cầm cây gậy bên cạnh lên để đánh ông kết quả ông bị cha đánh hôn bề sau đó tăng tử đi gặp khổng phu tử phu tử liền mắng ông ngài nói ông bớt hiếu tân tử rất ngạc nhiên nói thầy thấy con ngoan ngoãn như vậy ngay cả chạy cũng không chạy sao thầy nói con bất hiếu vậy phu tử nói tiếp nếu như cha ông lỡ tay đánh chết ông thế là ông khiến cha mình mang tội bất nghĩa rồi vả lại chính tay ông ấy đánh chết ông thì ai là người đau khổ nhất cha mẹ đau khổ nhất hơn nữa nỗi đau của họ anh vừa đánh chết một vị hảo hán của hai năm sau cha mẹ đánh chết bạn cuộc sống mấy chục năm của họ đều rất khó chịu cho nên phu tử nói với tăng tử <laughs> Tiểu trường tắc thọ Cầm cái roi nhỏ thì bạn tiếp nhận Đại trưởng tắc tẩu Cầm cây gậy lớn lên phải mau mau chùm mất Cho nên bạn thấy lúc nào cũng suy nghĩ Thay cho cha mẹ Học như vậy là học linh hoạt Nếu không liền biến thành con mọt sách thì không tốt Cho nên thái độ của chúng ta Đối với ngôn ngữ là từ phụ mẫu hô phụ mẫu lệnh Bắt đầu làm từ những thái độ này Thái độ Của ngôn ngữ phải Di ngô sắc Như ngô thanh Khi khuyên can người khác Thái độ ngôn ngữ của bạn phải tốt Mới đạt được hiệu quả Đương nhiên không chỉ là khi khuyên người khác Mặt ta vui lời ta dịu Bình thường thái độ nói chuyện với người cũng phải khiêm cung cho nên rất nhiều người thường thường hay nói tôi nói chuyện với người bạn này cảm thấy rất thoải mái đó chính là thái độ ngôn ngữ của họ có một số bạn lại nói tôi nói chuyện với người này tim của tôi đập nhanh kinh khủng không thể tỉnh lại được càng nghe càng căng thẳng điều này có thể người nói chuyện tốc độ nói của họ quá nhanh đệ tử quy nói Giật cấp tật Giật mô hồ Bạn nói năng quá hấp tấp tốc, tốc độ quá nhanh Người nghe nghe không kịp Họ sẽ luống cuốn Hoặc giả là bạn đọc chữ lên bỗng xuống trầm không rõ ràng Rất mơ hồ Họ ở chỗ đó rất cố gắng nghe Sợ nghe sai lời nói của bạn Ngọt nhã nghe không rõ ràng Nói chuyện không khớp với bạn Lại sợ mình thất lễ Cho nên thái độ nói chuyện của chúng ta Cũng rất quan trọng phải mặt ta vui, lời ta dịu, sau đó tốc độ nói chuyện phải vừa phải, không nên quá nhanh, cũng không nên quá chậm. Bạn nói chuyện nói quá chậm, người nghe cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập rồi, như vậy cũng không được. Cho nên phần việc gì cũng phải giữ nó ở mức trung dung, thái quá hay bất cập đều không tốt. Chúng ta bình thường cần phải quan sát tốc độ ngôn ngữ của mình Chọn từ dùng câu của ngôn ngữ có được rõ ràng hay không Cái này bản thân bạn cần hạ công phu nhiều Ở trong thái độ ngôn ngữ Nhân dấn thùy Đối dĩ danh Ngô giữ ngã Bất phân minh Giống như nhấn cái chuông vậy Xin hỏi anh là ai Trẻ nhỏ nói tôi tôi là tôi anh không biết tôi là ai sao cậu phải khiến người ta đoán cả buổi cái này rất thất lễ giống như chúng ta bình thường tiếp xúc người nhiều như vậy có người gọi điện thoại đến xin hỏi anh là ai họ nói anh không nhớ tôi à chúng ta đã từng gặp nhau hai tháng trước mà chúng ta ở chỗ đó sẽ cảm thấy căng cả đầu gặp người nhiều như vậy làm sao có thể nhớ ra được chứ cho nên chúng ta nói chuyện nhất định phải alo Chào anh, tôi là người nào đó Để người ta lập tức liền biết bạn là ai Tâm của người ta liền an ngay Đây chính là sự chừng mực và thái độ của nói chuyện Cho nên chúng ta dạy trẻ nhỏ tiếp điện thoại Cái này cũng phải dạy Alo, chào anh, tôi là người nào đó Người ta vừa nghe liền biết bạn là ai Đây chính là một loại chừng mực Thái độ của nói chuyện phàm xuất ngôn tính vi tiên ở trong thái độ chúng ta phải tự nhắc nhở mình nói ra phải làm nói đi đôi với làm cho nên ở trong lịch sử người có thể lưu danh sử sách tuyệt đối đều là làm được lời nói đi đôi với việc làm phu tử ở trong luận ngữ có nhắc đến rất nhiều câu về thái độ của nói và làm phu tử nói quân tử ngôn chi bất xuất sĩ cung chi bất đãi quân tử rất sợ lời mình nói ra mà mình làm không được cái gọi là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy cho nên chúng ta không nên dễ dàng mở miệng không nên dễ dàng hứa hẹn với người ta bạn nhất định phải biết rõ mình có thể làm được mới nhận lời không được phô trương cho nên người hiện nay Rất dễ hứa Rất tùy tiện như thế nào vậy Là nhận lời người khác Thậm chí là những lời trẻ nhỏ Đến lúc bạn muốn hối hận cũng không kịp Cho nên Sự phi nghi Giật khinh nặng Cẩu khinh nặng Tiếng thoái thố Bạn nhận lời rồi mà làm không được Bạn tiến lui đều sai Và người xưa đối với chữ tính trong ngôn ngữ Khiến chúng ta vô cùng cảm động có một vị đại thần nước ngô Tên là Quý Trác Ông phải đi Đến xứ nước lỗ Đúng lúc đi qua nước từ Lúc ở nước từ Vua nước từ liền mở tiệc mời ông Mời ông ăn một bữa cơm Ông trong quá trình ăn cơm Chỉ vua nước từ này Cũng không có nói chuyện gì với ông Nhưng mà ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào Thanh bảo kiếm ở trên người quý trác Và quý trác cũng rất biết Quan sát Ông thức chi minh là vừa nhìn liền biết vua Đức Từ rất thích cái thanh kiếm đang đeo này của ông Nhưng mà bởi vì đeo kiếm là đại biểu cho cái thân phận Ông phải đi xứ nước lỗ Ông nhất định phải có đeo cái thanh kiếm này Cho nên ông ngay đó đã khởi lên một cái ý nghĩ Ông nói ta trên đường về sẽ không cần đến cái thanh kiếm này nữa Thì sau đó sẽ tặng cái thanh kiếm này cho vua Đức Từ Ông đã khởi lên cái ý nghĩ như vậy Cuối cùng sau đó vì nước đi ngang qua nước từ Ông liền muốn tặng cái thanh kiếm này Cuối cùng vừa đến nước từ Phát hiện vua nước từ đã qua đời rồi Bởi vì một của vua đều rất lớn Đều có người giữ mộ Cho nên ông liền đem cái thanh kiếm này Treo trên một cái cây ở trước mộ Là treo kiếm lên Tùy tùng của ông rất kinh ngạc Họ nói Đại nhân Ngài treo lên cho ông ấy như vậy Tôi cảm thấy rất kỳ lạ Điều thứ nhất Ngài không có nhận lời phải tặng cho ông ấy Cho nên Ngài không cần giữ chữ tín Điều thứ hai Chỉ dù Ngài đã nhận lời ông ấy rồi Ông ấy cũng đã chết rồi như vậy Ngài cũng có thể Không nên tặng cho ông ấy Quý trác lập tức nói Tử ngô dĩ tâm hứa gì Tôi đã đem cái tâm này của tôi Đã khởi lên cái ý nghĩ Muốn tặng cho ông ấy rồi Cho nên tôi phải giữ cái chữ tính này Khởi dĩ tử bội ngô tâm tai Sao có thể bởi vì ông ấy chết Mà làm trái lại cái chữ tính trong tâm tôi ư Cho nên người xưa không những lời nói ra Phải giữ lời mà ngay cả ý nghĩ của mình họ cũng có thể giữ chữ tính đến cùng cho nên chúng ta từ cái thái độ đối với chữ tính của người xưa chúng ta cảm thấy cũng rất hổ thẹn chúng ta nếu thấy người hiền phải theo cho kịp cho nên sau này khi chúng ta nhận lời người khác việc gì thì phải thận trọng tỉ mỉ từng giây từng phút phải làm tròn cái chữ tính này được rồi, chúng ta cái tiết học này trước tiên chỉ học đến chỗ này thôi. Cảm ơn mọi người. 阿弥陀佛。